Ok, hello, xin chào mọi người. Như mọi người thấy trên đây chúng ta đang ở màn hình chờ của một tựa game tên là Ash Echo ha. Thì bên dev của Ash Echo đã nhờ mình chơi thử cái tựa game Ash Echo này. Thì như mọi người, nếu mọi người không biết thì tựa game Ash Echo này đã ra mắt ở Trung Quốc rồi và nó từng được là một trong những game có nhiều lượt tải nhất ha. Ash Echo sẽ được thầu bởi nhà Nocturne Gaming để mà ra mắt ở Việt Nam cũng như là Đông Nam Á. Thì mình khá là hứng thú à. Hưng anh thấy sao? Có Hưng thì đây là một tựa game mới cho nên là thử thôi biết sao được. Ừ. Biết sao đúng không? Thử. Game này có tiếng Việt luôn ha mọi người, cho nên là ở bản chính thức á, hiện tại là bản beta. Ở bản chính thức. Ở bản chính thức thì sẽ có phần tiếng Việt. Còn hiện tại thì đây là bản alpha test luôn. Ừ, alpha cho nên test. Cho nên là mới chỉ có tiếng Anh thôi. Thì mình với lại Hạo sẽ chơi thử cái game này ha. Ở cái dạng tiếng Anh. May quá mình IELTS 6.5. Thì trước khi vào game thì mình nói trước luôn là cái link đặt gọi là pre-register game với lại link liên quan tới cái game này á, những cái mạng xã hội của game thì mình để dưới phần mô tả của video ha. Mọi người có thể xuống để đăng ký trước. Ok, video bắt đầu nè. Ở cái màn hình trời nó sẽ cho chúng ta một tips như là bình thường nè. Như nhiều loại game tương tự. Đây là Oregon Shanghai. Này gọi là VNOS hay là VINOS ta? Em cũng không biết nữa. VNOS. Cái cutscene này thì chắc là mình chơi game này game mobile từ á, cho nên là cái đoạn đầu tiên này cảm giác như nó nếu mà điện thoại của các bạn không đủ mạnh thì dễ lắc á nha. Ừ. Với lại game này mình chơi bằng điện thoại ha mọi người, đây là game mobile á, cho nên là coi chừng nó như nó là game mobile nhưng mà của PC, như là của cái của game G nào đó hay game Z nào đó đúng không? Ồ, ê, 3D này nhìn real thế. Ừ, nhìn hơi hay là điện thoại xịn ta. Sensor Serial Damage. Please when you enter the gender. À, nữ hoặc nam. Nam hay nữ đó mọi người. Ô, nữ xinh thế. Ừ, nữ hơi xinh. Chọn nữ đi. Còn nam thì hơi hơi gờ nhá. Enter name này thì tăng cơ thôi đúng không mọi người đó. Ê, mình ghi tự là E Gaming không? E à. Ừ, lại E Gaming đi, tên kênh đi. Leg Amin. Ê, nhưng mà thật. Ê, khoan, đứng cái màn hình nó chừng 5 giây đi cho anh ngắm nhìn coi, đẹp quá vậy. Men đẹp, men nữ đẹp nha mọi người. Từng hơn tí bị sim mọi người. Ừ, cái học biết sao không? Cái điểm nhấn là nằm ở đâu không? Tóc á. Ừ, tóc đẹp. Tóc đẹp, mắt cũng đẹp nữa, mắt xanh nhìn ấy lắm. Đẹp á. Rồi, vô đi. Rồi, đăng nhập vân tay đã xong. Hình này xấu vậy. Ê, giờ thì xấu. Ủa, từ từ đã. Hình này lại xấu vậy. Sao nó lại như thế này? Hình character đó kỳ quá ha. Ê, cái này là Shopee với... À không. Hình chứng minh nhân dân, Hảo ơi. À, cũng hợp lý. Identity confirm. Chief Officer of SID. Cảm mừng trở về nhà. Cái tên tổ chức gì nghe. Này cố tình đúng không? Đấy, Ê, cái này là M là có chủ đích nha. Ừ, chứ không phải, game. Chứ thôi do tụi mình. Where am I? The Central Business District. What's going on? Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? How did I even get here? Ê, cái khoảng cách này nên office nó còn bị mất cái chữ CE đó kìa. Cái dấu cách nó bị gần quá. Ừ, dấu cách thì cái này hơi bị gần. Rồi, đoán thử coi ai là men. Em đoán rồi. Impact of anomaly is no longer controlled. À, cái này thì chữ bình thường rồi nè, chữ được. Ừ. Được. Chữ viết hoa này nó hơi kỳ nha mọi người. Chữ viết hoa nó hơi kỳ chút xíu.
Không, cái chữ dông mà on call mà vẫn lấy cái phong phong kia này. Cái style hiện tại nó là style 3D nhưng mà nền 2D. Cái nền 2D. Kiểu hơi cốt truyện á, kiểu style cốt truyện chứ không phải là style thế giới mở hay style. Nhưng mà cái mắt nó gọi là sao ta? Mình cảm giác nó hơi vô hồn chút xíu. Hiện tại hơi hiện cứng, tại nó hơi cứng. Cái nét hơi cứng. Ừ, cái nét hơi cứng. Xiao. Xiao. Ủa? Xiao. Chéo, tại sao tiên nhân lại có trong này? Ê, nhưng mà anh nói thiệt luôn á, cái hình dưới mưa đẹp quá, cái sông thành hình chứng minh nhân dân nó kỳ quá. Hình chứng minh nhân dân nó hơi kỳ thiệt á. Ừ, hình chứng minh nhân dân nó kỳ quá. Lý do à, đây là Su Xiao. À, Su Xiao. Vậy đây là con gái của Su Sang với lại Xiao đúng không? Ghê quá vậy. Cái này thật ra là cái này gọi là sao ta, phải nhá, chê chút xíu ở cái đoạn chuyển cảnh nhân vật này. Em thấy mắt bình, em mới thấy mắt bắt đầu bình thường đúng không, nhưng mà lúc mà nhìn vô cái mắt hơi to. Dạ. Yeah. Ồ em thấy cái bình thường. Xin lỗi các bạn, nhưng mà mình chú ý khá nhiều về ạc, tại vì ạc là chủ yếu mà. Chơi game để ngắm mà đúng không? Ừ, chơi game để ngắm mà. Sao bà này giận rồi? Sao bà này giờ mặc Sunera rồi? Có vụ gì đó nó không ổn với tôi. Ok, cô ta đang bất ổn. Mới nói xong mình bị đau mắt chóng mặt. Đau mắt luôn á. Đúng nghĩa là đau mắt luôn. Hạt huyết nhất mọi người. Rồi giờ là ra tiếng Trung này. Tôi vừa ngất à. Zone out. Cái này nếu như mà được hơn thì nên cho một cái cutscene luôn chứ. Này nó hơi low budget nha. Vậy có khi là cái art style đó là cái kiểu game đó là kiểu game như thế này. Ừ, anh nghĩ art style kiểu game như vậy. Còn mà thằng kia vẫn, thằng NPC kia vẫn nằm thôi vậy. Cô mẹ vẫn cool. Mới vô game gặp Sunere mọi người. Chưa kịp nói gì. Cái mỏ rất là Sunere luôn. Bởi vậy Man là director à. Ừ. Man mình tên là director nha. Không phải là nhà kết nối. Giờ nó mới thắc mắc nè. Ủa sao gọi tôi là director kìa. Mình là vua. Vua hạt giống. Mình là người đứng đầu của hạt giống. Nơi đào tạo hạt giống. Nơi đào tạo những hạt giống để đi thi đấu. Trời má. Rồi ok. Cái style tự nhiên nó nhẹ. Ra là đây đi. Đây cái style. Ra là toàn bộ dung lượng của chúng ta nằm ở đoạn này. Không mà nhìn cái map nhìn cũng mượt phải đó chứ, đúng không? Ê, được. Góc nhìn này góc nhìn khá là lạ. Ít nhất là so với những game mà tụi mình đã livestream với là chơi cho các bạn thì đây là góc nhìn khá là lạ. Quái em tự dùng, không, em dùng gì em đánh vậy? Em chưa bấm gì hết, quái tự tới. À, auto à, là... auto. Ừ. Ủa sao con rết dưỡng lão đây? Ủa sao con rết sành ghê quá vậy? Ủa bối cảnh là hậu tận thế luôn hả ta? Ừ, có vẻ là bối cảnh của hậu tận thế. Use AOE attack kìa. Bấm vô đây, dùng cái này. Thì là được chuyển hướng như vậy, đó. Liên quân mobile. Thắng bại tại kỹ năng. Có cái remaining uses kìa. Là mình chỉ được sử dụng này 5 lần. Chiến kỹ. Phải kỹ, chiến kỹ. Hình như cái này chiến kỹ thôi, chưa phải thì kỹ. Ờ, AOE attack à, này, mà đây, có đây, cấp chiến này. Rồi, tap the ground to move. Nhìn cái này, giống game MOBA thì mọi người. Liên quân mobile thắng bại tại kỹ năng. Hay thắng bại tại wifi mình cũng không biết à. Để xài điện rớt cầu rồi, ê. Ui, con lắm này là map luôn. Góc nhìn thứ 3 rồi. Ừ, đúng không? Góc nhìn thứ 3 mà dạng như MOBA rồi. Con nó biết bắn laser luôn kìa, chết ba, gớm rồi. Ồ, có đứa tăng cho mình kìa, ngon. Đẹp quá, có người tăng mấy game cho mình nè. Ủa mà nhìn hiện tại mình đang chưa playable mọi người. Gì đây? Ê, tính ra là giúp gì mà sao thấy có mình nhỏ nó làm cho mình đâu. À. Ai đây? Mo Hong Siu. Hiện tại trong beta thì alpha thì mình thấy còn hơi lắc ha. Khúc combat thì còn hơi lắc ha. Có vẻ như là một mình nghĩ là phải chưa do... tới u lắm. Nhờ. Ừ, chưa tới u cái vụ đó lắm. Mình nghĩ là điện thoại mình sẽ không có vấn đề đâu. không dám khoe hãng đâu, nhưng mà anh nghĩ là sẽ không có vấn đề, nhưng mà
Nếu mà muốn khoe, nếu mà muốn mình khoe thì hãng hay tài trợ nha. Nhưng mà ý đó là cái mình nghĩ cái điện thoại sẽ không có vấn đề, tại vì dù sao nó vừa mới ra được 6 tháng trước. Nên là yeah. Mình nghĩ này do tối ưu game chưa có tối ưu đủ á. Ủa sao tiền mình có bài này rồi? Lem. Mô hôn siêu, mình đang điều khiển mô hôn siêu rồi. Đây có lẽ là nhân vật 5 sao chăng? Được. Cấp S hay bất kỳ game này gọi là cái gì, nói chung là nhân vật thuộc dạng vàng này nọ đấy. Ê mình chơi kiểu liên minh được nè mọi người, mình bấm để di chuyển được nè. Mình chơi kiểu liên minh được. Ủa vậy DC là bấm chuột phải hả? Có khả năng. Có khả năng mai mốt bản. Thì nếu mà mình chơi trên PC mình có thể tải giải lập về mà, đúng không? Nghe có vẻ một người. Ê cái cách xin này giống Nike ha. Anh nói em mới để ý. Sức Rose. Ê nhắc Nike cái ra một nhân vật cũng tự tự Nike này. Anh Long Wuthering Wing. Nhìn cũng giống á. Nhân vật nam này. Ừ hơi giống Nike á. Rồi lại hồi tưởng quá khứ à. Ê tính ra nếu như mà các bạn đang chơi trong kiểu này các bạn dễ cận lắm nha. Vẫn chưa biết shit biết tắt chỗ gì nha. Ừ. À, Professor Q. Những gì mình nhớ thì nó vẫn còn đang là của Professor Q. Cái title đó bị lon. Yes. Đây, mình thử skip cốt truyện không? Cái góc bên phải nó có cái gì ta? Skip được này. Ừ, skip được. Game dễ rồi mọi người ơi. Game of the year. Rồi chúng ta chuẩn bị working skip. Working together the group manager crowd the relating way from attack. Ok. Cái này hình như là tự chạy. Tự chạy và tăng tốc đúng không? Rồi. Lúc này coi lại hội thoại. Này. Cho lại hội thoại đi. Ê update 4.8 của game nào đó này. Đây coi lại hội thoại. Ok. Cái này à? Ghê quá, à, game này đi này... trước 4 năm. Cái nút mắt là để ngắm. Ừ, để ngắm. Trời ơi. Game G học hỏi đi nè. Game này nó còn chưa có official ở Việt Nam nữa. Ừ, chưa có official, nó làm những chuyện 4.8 mà này game này. Không biến mất. Mình trả cái riêng cái này mấy mắc cười nha. Mình trả lời yes. Bà rẻ thích xong mình trả lời gì mà trả lời. Ê con yes. Nghe nó vô chi hỉ. Đây không phải là một dòng thời gian khác. Chỉ là Lộn. À, có Isekai. Nghĩa là con này gọi là Isekai. Isekai tới một thế giới song song. Ừ. Gần giống. Nhưng mà tương lai khác. À. Đây là chị Mô Hôn Siêu cutscene nè. Có xin nhìn lắc dữ vậy. Thì ý đó là lắc quá nha. Ý đó là nhân vật game playable nào nó cũng kiểu như nó phải đung đưa để mà thể hiện như là lại đang không đứng im mới lại đứng im nhìn chán á, anh hiểu không? Nhìn art style các thứ. Lúc mà trailer game gốc á, game bên còn tiếng Trung mình nhìn cái art nó còn hơi Trung Quốc quá, kiểu như là giống như các hoạt hình Trung Quốc á. Nhưng mà nhìn game mình đang chơi thì nó có vẻ không tệ lắm. Nó nhìn cũng khá là đại chúng, quần chúng global phải đó chứ. Ồ, anh này vừa súng vừa kiếm. Ê, nhưng mà cơ bắp sao kỳ vậy? Không, đúng anatomy mà. Ê, nhưng mà em có cảm giác là cái cơ bắp bên trái, cái tay phải với tay trái nó hơi kỳ không? Ờ, không biết do đang che hay sao mà. Mà cái tay sâu gì lại tay bự. Phải nó bự quá vậy. Tay phải nó bự quá. Liệu có ẩn tình gì đấy không? Liệu đây là một người sử dụng tay phải thường xuyên chăng? Oh no, ai đây? Ai đây? Ai đây? Lửa đây quân à? That impossible bacana. Mày nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Cái đoạn này chúng tôi không dịch được nha các bạn. Whoa, what are you saying? What are you saying, bro? Ai đây? À, giáo sư Q đây. À, Professor Q. Guan Xuan. Mày không đọc về đây. Lưỡi ghê vậy. Q-Gun Swan. Tại sao không? Siwik. Tôi gì đó đang sợ, đang tới đây rất nhanh. Rồi, vô. Ôi, con này nữa hả? Unidentified Mob.
nó vừa giết hết đám thuộc hạ mình rồi, vậy sao mình đánh nó? À vậy là ông giáo sư này ông bị corrupt à? Không, ông giáo sư nè. Vậy là ông vừa xuất hiện lại. Ok. Ủa vậy là mấy em mình không đánh này. Đạo khiên đi, đạo khiên. Rồi, ở này. AOE attack. Đánh. À phải đánh cái này vậy. À nãy không thấy. AOE attack. À, hình như cái đó animation như 4 sao kìa mọi người. Tóc bào. Tại vì game này giống cái kiểu mà nó kiểu interactive hơn cái kiểu hồi trước chúng ta đang bắt đầu chơi cái kiểu gacha nhân vật á. Nhớ cái thời MOBA truyền kỳ không mọi người. Nola là support. À và tất cả nhân vật của mình gọi là Ecomancer. Ừ. Mà nó hơi typical ha. Nola nhìn khá là support luôn. Sự biết ơn của loài Ferret. Gather là cái gì ta? Deal fire. Deal fire damage. Đâm hỏa, ở hỏa gây ra đâm hỏa bằng với final attack rồi trong nói chung tạm thời chúng ta chưa quan tâm lắm. Rồi. AOE healing vô. Lại heal nhau nào. À, bà này nó gần như là tự động gì. Như em phải làm khá nhiều thứ nha. Ừ, đợi coi lúc auto như thế nào. À đây... mình nhắc là game này có ô tô nha các bạn. Ừ, hiện tại những gì mình thấy là có ô tô. Mà art style nhìn cũng khá là realistic theo một cái kiểu mà nó 2D á ta. Nhìn lần đầu thấy nhìn nó cũng hơi lạ. Rồi mặt cô đâu? Yeah. Gigantic roots spurt out from behind her. What seemed fighting gesture except to speak they make sound anything but pleasant to the ear. Bà này bà đưa mấy cái rễ nào đó ra nhưng mà nhìn nó giống như là đang chào mừng mà nó không làm ra được cái tiếng động quá là pleasant, gọi là dễ chịu cho được ra những âm thanh kiểu mình cảm thấy năng lượng gì đó đang lại gần ngực của mình, cảm thấy giống như một hạt giống đó rồi đang... mình thành Ecomancer men men bị men thành Ecomancer cái giống rồi. Ừ, cái giống to find its way out of the soil. Anh tìm khách khác để nói câu đó được. Men bị cấy một hạt giống vô người rồi, nó vẫn sai chứ. Cái gì trên tay không vậy? Ủa? Từ. Ủa? Là sao? Ủa, cái gì trên tay không vậy? And we shall meet in the future. À, cái cục đó cứng, nhìn tưởng chất lỏng á chứ. Nhìn như chất lỏng á mà. Không, tưởng như là ổng donate mình rồi á. Ừ, nhưng mà nhìn cái trên tay ổng như chất lỏng á. Ồ, cái xin này đẹp vậy. Ủa sao có rồng nữa? Cây này ít Brazil à? À đây không, cái này hình như không phải men, này không phải men. Men nhỏ à? Ừ, có khả năng men lúc nhỏ ta. Đây rớt đồ kìa ba. Nhỏ này hậu đậu ghê. Oh no. Tức mưa. Ô bà chị tóc vàng tai ạt nó không được đồng nhất ta. Ừ,
kiểu như mỗi nhân vật là do một người vẽ riêng á. Ờ, kiểu như là một người làm cutscene riêng, một người làm cốt truyện riêng, một người làm animation cho kia riêng. Ồ, nhân vật đó có một con cáo tóc đỏ này, nam này, có anh vô trội kìa, mà anh lái xe. Ừ. Có anh Yugi đó kìa. Ồ, hải băng và hải hỏa lộn với nhau này. Ai đây? The Incredible. Gì ghê vậy? Ồ. Anh rồi ai đây? Ai đây? Hả? Ủa ai vậy? Ai vậy? Này mình không biết, vẫn không biết ai á, ai vậy? Này có phải ủa ai? Ủa? Ủa là mơ hả? Là sao? Từ chưa. Ủa là sao đã có cái cửa sổ? Hả? À. Hiểu rồi. 2 năm nữa. Ừ. Là tận thế. Uh-huh. Hiểu rồi, 2 năm nữa là tận thế. Và từ giờ tới đó là mình phải xử lý thế nào để tránh chuyện đó xảy ra. À. Hiểu. I see. Gì đây? World of Origin là Senlo, vẫn đang ở Senlo. ID này. Bạn, học việc của mình. Ừ, một đứa trợ lý học việc ở SID. Vẫn đang học hỏi và hỗ trợ làm trợ lý của gọi là phòng director, văn phòng của director. Để mình thử skip thử lần nha mọi người. Jury gain lucidity before you can ponder over what just happened. The mob protesting establishment of the Skyrim Dark Zone drag you back to reality. Là cái đám này nó chuẩn bị nó nói gì á mình. Tức là đang bận tâm chuyện khác thì phải bận tâm lo đám biểu tình. Ừ. Protector. Bây giờ chiến đấu rồi. Ủa? Rồi skip hơi sâu vậy. Ok, đây là con. Đây là con gì đó. Cái dòng số này các bạn sẽ thấy rất nhiều. Hiện tại là do cái bản alpha của mình bắt đầu vào ngày 5 tháng 7 2024 á. Ừ. Ê, hình như là mình bảo vệ trụ mọi người. Chưa được tháng mà. Từ hình như bảo vệ trụ mọi người. Con bảo vệ trụ rồi. Oh no, hai bên luôn. Đi Xian, đi Yan ai đấy? Đi Yan. Mình skip hơi sâu rồi á. Anh thấy mình skip hơi sâu mọi người. Cảm giác nó skip hơi sâu vậy ta. Mà này đâu ra vậy? Rồi đã xong. Okay. Ủa sao bà này em đi nhìn nền bà này tưởng bà kia bán không à. Oh, ê, được tặng bà này. Đi danh thế là 4 sao. À, sao cái UI nhìn nó hơi Wuthering Way không mọi người? Sao comment phim nào ấy? Nè thằng biểu tình này sao mày lại tại sao mà tóc dài che mắt ấy? Ê mà tên cũng vui nữa. Protest. Người biểu tình A. cái này nếu mà các bạn nào mà đọc tiểu thuyết Trung Quốc nhiều á thì các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái dụ người qua đường ức, người qua đường giáp các kiểu á, giáp ức bình tí á. Ừ, đó kiểu vậy thì đây chúng ta sẽ có người biểu tình A. À, đúng là quần chúng ngu mà. Ai nữa đây? Ồ, chị đại. Ồ. Ê, ở đây nè. Một lần nữa anh cảm giác như cái ảnh nó lại không đồng nhất. Mỗi nhân vật có một art style riêng là... mỗi nhân vật có một art style riêng luôn mới hay chứ. À đây trưởng bảo vệ đây. Head of Seed Security System này đó. À, bà này thực sự bà dùng một cái cây một đường cùng hướng dẫn để bà đánh lộn á. Ờ thì người ta có vỏ mà, đúng không thầy, chả được. Chữ thề luôn kìa mọi người. À, thì là cái 3 sao nó không phải là do nhà phát hành họ chưa bỏ từ vô được, mà nó không thể bỏ từ vô được, hiểu không? nó chửi nhưng mà nó che. Ok, I see. Oh.
Ê, cái scene Ủa 3D đây. Ờ. Cái scene 3D này đẹp hơn cái scene 2D mọi người. Oh. Ủa? Ủa hai nhân vật nãy là một hả? Ừ. Ủa mẹ. Cái scene 3D đẹp hơn cái scene 2D. Tại sao anh Ê, thằng này nguy hiểm nhất phim nè. Thằng này có tiềm năng nguy hiểm nhất phim này. Thằng này hóa trao cái cũng nguy hiểm lắm nè. Ồ, che mắt lại. Ai đúng bùi đe vô luôn kìa. Ghê ghê ghê. Ồ, đeo kiến cắn nữa chứ. Thằng này thì lại men trong Conan. Người biết tình mê lại là men Conan. Ồ, tôi sẽ cho câu biết. A monster. Cái câu này dễ bị hiểu lầm lắm. Nghĩ giống anh đúng không? Em đã nghĩ giống anh ở cái đoạn này đúng không? Ừ. Là nó. Câu này hơi dễ hiểu lầm á. Đặc biệt là với lại những người như cổ. Ồ, oh, nó no, chị Huran vô này, ngon. Hình như chị Huran sẽ là Rune Breaker này. Ồ oh. À, Shield Breaker. Đây đây. À. Hey, chị Huran sẽ là Shield Breaker, ok ok. Hey, hợp lý. Hợp lý chứ. Chị này là ZZZ. Đó, cái này giống Chill Breaker là ZZZ này. Phá khiên này. Bon. Thầm chán này chứ, đúng nghĩa Breaker luôn mọi người. Anh em mình bắn ấy. Cái khiên này cho an toàn xíu mọi người. Ồ, tường gió quá nha. Em không để ý đúng không chứ, nãy giờ tường gió rồi mà. Tường gió. Nè đó, còn này băng gió này là lốc á, thấy không? Lốc á. À lốc 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 lốc. Rồi có khi nào chăn chó bay vô không? Để lát coi có nhân vật nào khi có lốc rồi chăn chó bay vô không nha. Ủa bà. Ý. Ủa từ từ khoan, sao NPC nữ nó khác vậy? Hả? Ủa? Ủa? NPC Ủa? Nữ đó, Ủa? Hả? Có Ê. Có playable không ấy? Ê cái này đáng bảo. Cái này đáng để mấy đứa này biểu tình. Lý do thật sự nè. Là lý do thật sự mấy này biểu tình đúng không? Này NPC hiện tại là cái theo cái tên là NPC ấy chứ. Nè Old Town Young Woman nha. Đây hả? Ở bà kia cũng NPC. Ủa ta hai NPC khác biệt vậy, nhỏ kia chứ có sắp play bộ mấy. Anh cảm giác như không công bằng. Ừ. Mọi NPC đều công bằng như nhau. Người Ê bà này. Đó, thì em mới nói đó, ủa. Nhỏ kia có sắp lay bộ mấy bà sao. Rồi bà này có sắp bộ sớ không? Ê sao mà người biểu tình nhìn đáng sợ vậy? Sao bà này cũng tóc che mắt là thế nào ấy. Rồi trước nam che mắt bình thường mà sao có nữ che mắt nữa. Như vậy là cơ bản là cũng ô chị Huran 4 sao à. Đó cũng vừa vui vừa buồn ha. Chị này 4 sao thì mình được nhận, nhưng mà chị này không phải 5 sao cũng hơi tiếc ha, đúng không? Ờ hơi tiếc nhở. Không mà chơi vậy là, chơi trong cái vậy là sau khoảng thời gian này thì chúng ta nắm sơ qua cốt, nắm sơ qua cái phần đầu câu chuyện là ok, thế giới này sắp tận thế bà rồi. Ừ. Sắp đi rồi. Sắp đi rồi. Dạ mình chỉ có 2 năm để mình cứu cái thế giới này thôi. Cái tường gió còn trước. Rồi tường gió sao lại đứng sau? À, rồi nó mày bảo vệ ai vậy? Chắc bảo vệ dân người ở đằng sau á. Này mày hình ước nè mọi người. Rồi. Chúng okay. Là chúng. Để coi animation sao. À phải. Kéo, kéo rồi lên. Tím kìa. Ồ oh, tím luôn kìa. Thì chắc chắn là tím rồi. Ăn co không một. Chú thư diện miệng. Bộ sư Thiền Rô. Yanro. Ai đây? Thì kiếp kẹp.
Ồ, đây màn hình. Ồ, đây màn hình chờ mình đây. Pass nè. Pass là 290.000. Pass nha, cái này là pass này. À, tại vì hiện tại game nó chưa localize ở Việt Nam, chưa có đặt 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 máy chủ ở Việt Nam, với lại chưa có nói chuyện với bên Việt Nam để mà làm cái thứ á. Có khả năng mai mốt và sau này có máy chủ cái thứ ở Việt Nam thì nó sẽ có giá khác. Hy vọng rẻ hơn. Ừ, hy vọng dễ hơn. À đây đây là những cái mà mình đổi được này. Còn có Friendship Medal nữa này. Kiểu Ồ. okay. Em Action Point và OA Point. Action À, point này chắc là nhựa. lên À level đâu? này. Daily. Nhựa, nhựa, Đâu nhựa. đâu, nhựa. Ôi nó hết nhựa, anh dư chèn nhựa mọi người, vậy xả đâu. Mình mắc nhựa là 153. Cái số lạ vậy. Trừ 8. Vậy là những cái này vẫn là đang chương không này, tụi mình chưa đi hết chương 1, chương không nữa. Vậy tạm thời mình sẽ tới đây. Và hiện tại là cứ mỗi chương mình phải tốn action point. Không ta, không cái này đúng không? Ờ à, đúng rồi, nè nè các chương này mọi người thấy không? À, ok vậy trong game này nó sẽ đi đi cốt truyện bằng nhựa. Đi cốt truyện bằng Lạ ờ. ha. Và cái lối chơi này cũng khá là mới lạ, và cái màn hình này hình như hơi kiểu HI3 á. Đúng không? Ừ, cũng có na ná. Hơi hơi Ê, giờ HI3 mình làm xíu. tí cái cha đi. Coi mình ra cái gì không? Cái trả đâu ta? Từ từ. Đây là cái nhân vật đang cộng. Ố, ếp, vậy mình được tặng free một nhân vật 5 sao khởi đầu luôn. Ủa, su sao là năm hả? Ờ, su sao là 5 sao mọi người. Một bất kể. Ờ, còn đây là limit này, hình như đây là limit này đó. Đây là limit của chúng ta. Đây cái gì mình không biết này. Banner thường. Banner Incomancer, cái này cũng Incomancer. Ừ, wish cái đi. À, tím luôn à. Ô tím luôn này. Có hạt ảnh ấy cũng lạ phết à. Trang giao. Ăn giao lô lý à. Ê. Ừ, có lại đúng không? Hình như chúng ta tốn tận 300 cái cục này cơ. 300 Để cho một roll đó là 10 roll là 13 ngàn á. 3.000. Thì 30 nhân vật banner thường. Ồ định định chuẩn à. Tức là 30 roll là mình sẽ được một nhân vật này luôn. Ừ, 30 à. VT 30 à. À hơi hơi ảo nha. Ờ. Từ từ coi coi có thông tin chi tiết không cho anh coi thử coi. Trong chi tiết là nhân vật nè. Đó. Ê, Mo Hong Siêu của anh là nhân vật 5 sao nhá. À không. À trời ơi. Ok, tặng nhân vật 5 sao là vì vậy nè mọi người. 4 sao thì bình thường, 5 sao cũng mạnh nhưng mà mấy đứa tám 6 sao. đám ở trong này 6 sao rồi mọi người ơi, đã có tới tận 3 level luôn. Ok hay coi. Ừ, 6 Coi coi sao cái nhân vật kia. Laurel. Ê nhưng mà hơi góc cạnh vậy ta. Thì đó bạn, lý do bữa em nhìn trailer em không thích lắm, hơi hơi không thích lắm. Tyros. Cũng hỏa nè, Hưng lấy hỏa đi. Đúng nghĩa là art star, một một cái art người làm, một art khác 2D người khác làm luôn á. Ừ. Đây thì đó, nhưng cái hay là mọi người có thể nhìn thấy ngay dưới nhân vật á là nó có cái role cho mọi người luôn kìa. Nó có summon DPS, DPS burst, DPS summon barrier, heal barrier. Ê ê coi 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 hoạt ảnh coi từng nhân vật coi. À rồi rồi. Muốn coi. Có từng nhân vật luôn. Ivana này, Kurai. Hai đứa công kia si lúc đầu tưởng Linh giống giống vậy anh. Puray Funny tưởng đó là bét ai ngờ. Rồi nhìn anh này cũng ngầu ngầu rồi. Không. Mọi người sẽ lăn. Ồ. Tiến Thái sĩ lăng. ít Tê liệt, tiến tê liệt. sĩ ít tiến sĩ ít Hassle. Hassle.
Lucian ha. Anh shipper. Luke. Anh shipper. Má cái xe phèn điên luôn. Thì là anh shipper mà anh mong chờ gì? Long Wing. Long Chinh. Này này. Ồ đẹp này. Cũng được. Ê cái ạc bên trái đẹp hơn ạc 3D nha. Thì đúng. Em có vẻ cần phải cải thiện khúc đó hả mọi người? Cái ạc 2D đẹp lắm á. 3D nó hơi. À đi ngoài này thì đẹp nha, đi ngoài này là đẹp nha. Đúng không? Đi ngoài này ạc 3D nó còn được. Ờ, thật ra nên chăm chút vô cái ạc 3D nhiều hơn. Đây những cái ạc cutscene này rất là đẹp này. Ờ, nhân vật này đó. Ừ, giờ nếu mình bấm vô đây. Vậy là đây là nhân vật 4 sao rồi. Ừ, 5 sao thôi. Đúng không? Đó thì còn cái này mình này. Nhân vật số sao lận. Ê sao cái biểu tượng của hạt giống đó. The seed. Không cái biểu tượng cái bên đó anh thấy không? À vậy là cái này là cung mệnh của mình này. Ừ này tinh hồn của mệnh này. Và cái biểu tượng seed. Còn này là cái tactical engraving, hình như cái này có vẻ là thánh di vật. Unlock in reach of ừ, cái này giống như cây kỹ năng của mình. Còn cái này là những cái liên quan với nhân vật này vậy thôi. Dạ chỉ có điều là như mình đã nói là cái cần cải thiện nhất là ở cái ạc. Ừ cái ạc 2D 3D nó đang không ăn nhập nó lắm. Cái ạc 2D nó đẹp điên đẹp khùng á, mà cái ạc 3D thì nó còn hơi kỳ ha. Với lại nhưng mà gameplay hiện tại khá mới mẻ, với lại cũng khá là vui. Nó không nó kiểu như nó không bị trùng lập với lại mấy cái game cũ á, cho nên là nó cũng không có tệ. Là... về cơ chế thì có thể auto được với lại nhìn như chưa tới khúc được auto thì phải. Ừ. còn cái cơ chế game thì thật ra đang thấy là nó cũng khá là đã ở cái chỗ là mình có thể tương tác, mình dùng skill trong khi đánh thường các kiểu, nhìn cũng được. Mà nó ở cơ chế tower thì gần hiện tại là đang thấy là cơ chế tower defense nhiều. Ừ thì nếu mà mọi người đang có hứng thú với lại Aseco thì mọi người có thể xem cái phần mô tả của video, thì mình sẽ để link để mọi người pre-register cộng với lại link của cái mạng xã hội của game. Và yeah, game sẽ ra vào tháng 10 năm 2024 ở tại mấy chủ Việt Nam ha. Thì lúc đó sẽ có tiếng Việt luôn. Bình tĩnh nào xui xáo. đang nói chuyện. Đó thì tháng 10 2024 mọi người. Và hiện tại Kinh mình được may mắn test thử cái phiên bản alpha của game. Và mình cũng đưa ra một vài cái ý kiến của bọn mình rồi đó. Thì hy vọng là ạc 3D sẽ cải thiện hơn. Hy vọng là vậy, hy vọng là vậy. Ok. Hy vọng vậy. Nó phải ít nhất như cái như hình của Man vào thời điểm trong nhân vật chứ. Rồi, vậy thôi. Nói chung là cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Nếu mọi người thích video thì mọi người hãy like, subscribe để mọi người có thêm động lực làm thêm các video nữa ha. À, bye bye. Xin cảm ơn bên Noctua Gaming, đúng rồi. Bên Noctua Gaming nha. Thank you. Bye bye. Bye bye.